cái quay kiểu Welcome back to the so-so. Khác với những video trước, video này mình sẽ có nhiều đoạn thu âm hơn. Bởi vì mình trở thành từ lúc 6 giờ rưỡi sáng thì không có thời gian để mình để chuẩn bị để mà quay clip giới thiệu cho các bạn, mấy các bạn thông cảm. Với video này được quay vào 2 tháng trước rồi. Chắc các bạn cũng không còn xa lạ gì với cậu em gái của mình nữa, bởi vì nó có mặt trên tất cả các video clip của mình. Nó là thằng bạn đồng hành với mình trong chuyến đi này. Nhưng mặt nó cọc vậy thôi cho nên nó đang buồn ngủ đó. Sau 2 tiếng lái xe thì cuối cùng bộ mình cũng tới được khách sạn rồi các bạn ơi. Yay! Khách sạn thì có garage nên mà mình mới đậu xe xong. Bây giờ thì đang đi bộ vô lại quay tiếp tên nó nhận phòng. Cái con này đang làm gì đó thì mình không hiểu. Mình có không hiểu lúc này mình đang làm gì luôn. Lúc này mình kêu hai đứa nó là mở cửa sổ ra, thế làm theo kiểu như mở cửa ra cho nó sớm vào nhà đó. Nhưng mà đợi hoài bọn nó vẫn mở không được cái cửa sổ ra. Anh có cạo râu rồi sao? Nó có chảy máu không? Tình vợ mình tôi thấy mà tôi tức á. Bên Việt Nam thì đâu có còn xa lạ với món này nữa đâu đúng không? Còn trời ơi, mình đã qua đây được đúng 3 năm ở Mỹ rồi thì bây giờ lần đầu tiên mình mới được quay lại ăn món này đó, Jollibee. Trời ơi, mình nhớ món này cực kỳ luôn, hồi đó đến Jollibee là chỉ có mì Ý thôi, mì gà có xương, mì gà không xương, mì gà không, mì gà xúc xích. Cái này thì lần đầu tiên ăn. Thằng này mà khi tập gym giảm cân đó, nhưng mà thằng hôm nay nó đi chơi nên nó thả đó, hiện chỉ năng dữ kia. Theo kiến của bạn Thuận thì điểm đến đầu tiên của chúng mình đó là Cod Race. Khúc này mình cũng muốn quay cho mọi người coi lắm nhưng người ta kêu là tại vì an toàn á, yêu cầu thì phải cất hết phone vào túi. Mình không có muốn đội cái này lên đầu một chút xíu nữa hết trơn á, nhưng mà thì bị bắt buộc phải mà. Được đi trước, hửi khó đi em gái ơi. Thật ra bản thân mình không có thích trò này, cũng không giỏi lắm á, thôi mình bỏ qua đi. Tao nói tao chưa kịp tiêu cái mì Ý kia nữa thì nguyên đá của nó đã đói bụng rồi. Nhưng mà nói gì nói cái này ngon thiệt. Ok, như các bạn đã thấy thì hôm nay là ngày July 4, là ngày lễ Independence Day của Mỹ. Thì nó rất là đông. Nên cuối cùng mình không thể kiếm được một cái bạc kinh nào gần cái khu vực biển hết. Nên thay bạc ở Texas cách bãi biển là đến 2 mile lận. Thì bây giờ phải đi bộ đến tới đó. Tụi bạn mình đem cái cậy ra cháu luôn nè. Cái lúc này là mình cũng thắc mắc, mình không hiểu là bọn nó đang định làm cái gì nữa. Tại bọn nó cứ nhìn qua bên đường rồi băng qua đường đó. Cái mới phát hiện ra là bọn nó mắc thai. Cho nó kêu his brother. Lưu ý nha mọi người, mình để cái dòng chữ đó rồi đó là không được bắt trước nha, không được bắt trước nha mọi người. Cái này là trường hợp quá nguy cấp nên nó mới làm như vậy thôi, chứ mình không được bắt trước nha. Cái thằng này cũng vậy, không được bắt trước hai thằng này đâu em mọi người. Chỉ là trường hợp nguy cấp, nhắc lại chỉ là trường hợp nguy cấp thôi. Cái xong đến phiên của em mình bị mất vệ sinh. Hơn qua lúc đó kiếm được cái quán cà phê nên đi nhờ vô cho em gái mình đi vệ sinh. Nhưng mà tại ái ngại quá nên cuối cùng mới phải gọi thêm đồ ăn để cho đỡ ngại. Get a break from his diet. Nhìn ăn sướng thì chỉ cần đi bộ thêm 10 phút nữa thôi là tới biển rồi mọi người ơi.
Lúc đầu mình cũng giống mấy chiếc xe này nè, cũng chạy đến gần đây để kiếm xem có cái bằng kinh nào gần hơn không, nhưng mà thật sự là không có luôn mọi người. Ngay cả khi mà nó có chỗ thì nó tiền bằng kinh rất là mắc. Vì mùa lễ này người ta biết ai cũng cần bằng kinh đó, nên người ta tranh thủ kiếm tiền cho tăng giá. Bạn mai vừa lên một ngày thật vui em. Còn gì nữa đâu mà cộng với Hi. Welcome to Virginia Beach on July 4. Bây giờ là 8:10 chiều rồi, mình nghe nói là 9:30 sẽ có pháo hoa khu vực này, bọn mình sẽ đợi. Bởi vì July 4 nhưng mà với là mùa hè nữa nên bây giờ là 8:00 nhưng mà trời vẫn còn sáng nên mọi người vẫn còn tập cho nó là đông ở ngoài biển. Mọi người có thể thấy đi. Bọn mình hiện tại bởi vì không có plan trước nên không có mặc mang chuẩn bị đồ để đi tắm biển. Nhất là con bé này nó mang cả đôi cuốc để đi tắm biển. Mình nghe nói là tối nay ở ngoài biển sẽ có bắn pháo hoa, thì mình cũng đã tốn công tới đây rồi thì mình quyết định sẽ ở lại đây đợi và đi vòng vòng xung quanh khu này. Theo như thông báo thì buổi lễ pháo hoa sẽ bắt đầu vào 9:30, mà bây giờ thì là 8:00 rồi nên bọn mình chỉ cần đợi thêm 1:30 nữa thôi. Và trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể đi dạo quanh đây, ngắm nhìn con người, ngắm nhìn cảnh vật, ngắm nhìn không khí biển, có thể nhìn lên hoàng hôn ấm áp, khiến lòng người tan chảy. Nãy Ngô cầm lắc lắc chờ đổ lên tay. Một điều rất là đặc biệt ở Mỹ là khi mà người dân Mỹ đi du lịch ở biển á, thì họ rất là siêng năng dắt theo chó của mình đi dạo, bởi vì họ coi chó như là một thành viên trong gia đình. Thêm vào đó là không khí biển không chỉ tốt cho con người không mà ngay cả động vật cũng thích nữa. Đợt này mình nói thiệt là mình rất là thích ghép cái khúc nhạc mà Who Let the Dog Out, Go 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 gì đó vô đó, nhưng mà tại sợ bán quyền YouTube á nên mình không có dám làm gì. Quay nó một hai ba. Chỉ còn 30 phút nữa thôi. Chào xuống rồi xuống.
Bây giờ là đã qua 12 giờ rồi, mình mới trả phòng khách sạn xong. Đang hướng tới Aquarium Virginia Beach. We're here. Mình mới vừa đi ra khỏi cái khu aquarium rồi. Bây giờ là phải đi kiếm đồ ăn để ăn thôi. Tại bởi vì con bé này nó rất là đói. Hai đằng kia nó cũng rất là đói. Mình thì mình ăn sáng rồi. Hiện tại là bởi vì đang đúng giờ ăn trưa nên gọi là chỗ nào nó cũng rất là đông. Day 2 starving.
It's so crowded here. Bởi tôi mới nói đó, đi chơi thì không có hết tiền, nhưng mà ăn dữ quá nên nó mới hết tiền. Chỉ còn một phần cuối nữa thôi là kết thúc chuyến đi này rồi. Địa điểm cuối cùng mà mình tới đó chính là đài tưởng niệm, là biểu tượng của Virginia Beach. Mình thì đã từng đi du lịch với gia đình ở từng ở khu gần đây rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên mình được chứng kiến tận mắt pho tượng này. Mình chỉ có một điều bất ngờ, đó chính là pho tượng này nó bự hơn mình tưởng các bạn ạ. Và mình thực sự rất thích những cái chi tiết sinh vật biển xung quanh pho tượng. Và khi search ở trên Google thì mình search cái này là Neptune Statue, là cái tên của chai dầu ăn ở Việt Nam. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao không có hai thằng kia đi chung tới pho tượng thì đơn giản là tại bọn nó quá lười, nên bọn mình có hẹn nhau ở chỗ trà sữa rồi. Vậy là chuyến đi 2 ngày 1 đêm với Virginia Beach cũng đã kết thúc tại đây thôi. Mình chi tiết là mình quên quay lại đoạn clip để tạm biệt Virginia Beach và tạm biệt mọi người. Thôi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ra ủng hộ và xem hết video này nhé. Các bạn nhớ like, share, subscribe nhé. Thank you, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.